xanh bằng tuổi thọ tăng lên. Vậy này đến tối thế không trộm cướp, không tạm nhập, không nói dối, không nói hai lời, không nói ác khẩu, không chiếm giật, không bỏ sẻ, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến, biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ đang phải lên đến 8000 tuổi. Chân chân không sát hại nhân sinh, mà cũng phải ăn chay, thương yêu nói láo, sự dối đánh hòa hợp, thương yêu đoàn kết với nhau. Thứ sáu, không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. Thứ bảy, không được nói lời thiếu dệt, trao chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa hữu ích cho mọi người và mọi loài. Phật dạy các cư sĩ, phàm người giữ giới thì còn thứ nhất, cầu bất cứ điều gì đều được như ý. Thứ hai, tài sản đạt không sa sút. Thứ ba, đi đến đâu đều được mọi người kính mến. Thứ tư, tiếng tốt rộng khắp nhân gian. Thứ năm, sau khi qua đời được sinh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao. Thứ nhất là câu tài lợi không toại nguyện. Thứ hai, dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày cũng hao mòn. Thứ ba, đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. Thứ tư, tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. Thứ năm, sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Kim Bồ Tát Phật Bảo Xá Lợi nói rằng, chúng ta nên bố thí hành thật trong khi tu hành. Trong khi tu hành, phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy, những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng, chứ không phản như sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, hay người ác khẩu, thiếu dệt, tham tục. Chúng ta có thể mất tiền bạc của cả vật chất thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức. Vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành thì thật là nguy hại.